chào tất cả quý vị trở lại kênh youtube của Mark Home Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà phố rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Vũ Văn Đại ở chính Mỹ Thủy Nguyên, Hải Phòng Đầu tiên quan sát từ 3D ngoại thất ha Thì đây là một công trình nhà phố với thiết kế hiện đại nha quý vị Và một kiểu nhà mà tôi nghĩ rằng nó cũng khá là tiết kiệm kinh phí Bởi vì công trình này được thiết kế cũng khá là tinh gọn Không có xuất hiện quá nhiều chi tiết cầu kỳ nhưng mà công trình sẽ tập trung vào việc là phối màu cũng như là ốp lát vật liệu. Trước khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đến nước Việt Nam. Hiện tại, Mark Home đã có tư vấn phong thủy kèm với đó là sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng đến khắp cả nước. Về sản xuất thì Mark Home đã có sản xuất đó chính là sơn nè, bột bã nè, keo. Về nhập khẩu và phân phối thì đã có nhập khẩu và phân phối đó chính là các thiết bị vệ sinh, các thiết bị chiếu sáng vân vân. Hiện tại thì trụ sở của mắt hôm ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung là 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. À, quý vị có thể là um, ghé đến trực tiếp trụ sở chúng tôi. Nếu quý vị chúng ta đang ở miền Trung thì có thể ghé đến trụ sở Đà Nẵng hoặc là Buôn Ma Thuột. Ở miền Nam có thể ghé đến trụ sở Bình Dương. Trụ sở ở Thanh Hóa thì vừa mới khởi công xây dựng trụ sở Cần Thơ thì đang trong quá trình đó chính là thi công còn trụ sở ở Cà Mau thì sẽ là sắp sửa khởi công à, thì đó quý vị có thể là xem là nhà của chúng ta gần với cái trụ sở nào nhất có thể đến trực tiếp gặp gỡ thì chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn ha hiện tại thì công ty đang có chương trình đó chính là đón xuân ất tỵ lì xì sì hết ý thời gian áp dụng là từ 15 tháng 12 2024 đến hết 15 tháng 2 2025 thì Chương trình đó chính là ký hợp đồng thiết kế sẽ được giảm ngay 5%, tặng ngay cuốn lịch năm mới và catalog, tặng ngay keo dán gạch cao cấp của mắt Home. Ký hợp đồng thi công sẽ tặng ngay bộ đèn chùm của Mark Home, miễn phí gói thiết kế kiến trúc và tặng gói lễ phong thủy động thổ nhập trạch. Đó, quý vị có thể thấy rất là nhiều chương trình ưu đãi, cho nên quý vị có nhu cầu hãy liên hệ ngay trong thời gian này để chúng ta nhận được những khuyến mãi hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát về 3D nhé thì như tôi nói ngay từ đầu đó đây là một công trình được thiết kế bản thân tôi thì tôi thấy là nó khá là tinh gọn các vị và thường những công trình mà nó không có quá là cầu kỳ nhiều chi tiết nhiều thì cái kinh phí nó cũng sẽ tiết kiệm hơn với công trình này thì tôi thấy là sẽ đánh mạnh vào vật liệu ha ví dụ là ở ngay mặt tiền của tầng một đi à, ở đây các vị thấy sẽ được ốp đá nè cụ thể các vị có thể ốp granite là một lựa chọn thứ hai ta có thể ốp gạch vân mây À, đơn giá của Ranis hiện tại là một triệu rưỡi cho một mét vuông còn Ray Vân Mây thì rơi vào tầm khoảng 300 400 000 đồng một mét vuông đó nó sẽ có sự chênh lệch giá như, vậy cho nên là tùy tùy theo quyết định của quý vị thôi ở đây là tông màu trắng nó hơi là ngã xanh ha trắng xanh và có những cái đường vân à, sóng sống rất là đẹp mắt còn khác biệt một chút xíu đó chính là cái không gian của tầng 2 cái tầng hai bên trên thì lại không có ốp đá nha quý vị mà sẽ đổi sang đó chính là ốp gỗ nhựa À, gỗ nhựa thật sự đang là một cái lựa chọn rất là hot ở trên thị trường hiện nay từ những công trình nhà vườn đến những cái công trình nhà phố thì người ta cũng sẽ sử dụng gỗ nhựa ha và gỗ nhựa thì nó có ưu điểm đó chính là bởi vì à, thứ nhất là nhìn nó tặng cái tính thẩm mỹ à, nhìn từ xa thì nó rất là giống với gỗ tự nhiên các vị chưa kể đó chính là gỗ nhựa thì à, giá cả thì cũng rất là phải chăng và nó cứng cáp nữa chúng ta sử dụng ngoài trời không có e sợ nó bị tét đụng bởi các điều kiện thời tiết hoặc là bị mối mọt vân vân. À, đó với nhiều ưu điểm như vậy cho nên là bây giờ gỗ gỗ nhựa đang rất là được ưa chuộng. Còn những cái phần lan can ở đây sẽ là lan can kính cường lực nha. Tôi thấy là bây giờ gần như là à, 10 nhà phố đi thì đã hết là 7 8 nhà là người ta đã sử dụng lan can kính cường lực rồi quý vị. Bởi vì nó có cái độ trong suốt và nó sẽ giúp cho công trình chúng ta nhìn nó sẽ thanh thoát hơn Ví dụ nhà này thì chúng ta làm cái lan can thép hộp cũng được. À, nhưng một số nhà thì người ta sẽ thấy là uh, làm những cái thép hộp hoặc là uh, sắt sơn tĩnh điện hoặc là um, sử dụng những cái uh, giống như là nhôm đúc chẳng hạn thì nó sẽ nhìn ngôi nhà nó hơi bị nặng nề một chút xíu. À, cho nên là một số gia chủ thì sẽ không thích. Đó quý vị thấy là uh, cái đó là tùy theo gu của từng gia đình ha. Công trình này thì cũng giống với đa phần những công trình nhà phố khác sẽ là thiết kế máy bằng thì quý vị. Đây, phối cảnh ban đêm quý vị thấy hệ thống đèn ngoài trời ha. Đèn thì hiện tại Mắt hôm đã có nhập khẩu và phân phối đèn. À, quý vị cũng có thể tham khảo qua ở catalog. Còn bài về phần máy bằng ở bên trên đi. Máy bằng thì luôn là một cái lựa chọn gần như 90-95%. Nhà người ta, nhà phố thì đều lựa chọn máy bằng rồi. Với rất nhiều ưu điểm của nó, ví dụ là về cái việc là tiết kiệm kinh phí nè. Ở lúc hôm nào nó nó không cần phải xây thêm cái máy ở bên trên ví dụ là máy nhật, hay máy thái hay máy manxa thì chúng ta tiết kiệm được về cái phần đó đúng không nè rồi ngoài ra thì máy bằng nó cũng có ưu điểm nữa đó chính là à, nó chính vì không có phần máy bên trên cho nên là chúng ta không có sợ nó bị à, tóc máy <laughs> giống như là một số những cái công trình máy dốc khác đặc biệt là trời mưa bão đó thì đó là ưu điểm của nó tuy nhiên khi mà thiết kế và thi công máy bằng quý vị cũng rất rất là phải lưu ý tới cái vấn đề đó chính là chúng ta phải làm sao để mà uh, chống thấm cũng như chống nóng nha quý vị. Về biện pháp chống nóng thì tôi có một số những cái giải pháp dành cho uh, gia chủ đó chính là quý vị có thể sử dụng uh, là uh, silica root nè, bitum màng khò nè để mà chống thấm, chống nóng thì ta có thể sử dụng sơn chống nóng hoặc là gạch chống nóng. Ngoài ra có biện pháp cũng rất là đơn giản, đó chính là quý vị có thể thi công về cái phần trần thạch cao. Bởi vì cái trần thạch cao nó sẽ có một cái khoảng hở ở ngay chính giữa đúng không nè, cái khoảng không khí như vậy cho nên là nó sẽ giúp chúng ta gọi là à, giảm cái nhiệt độ ở bên trong nhà của chúng ta xuống, thì nó sẽ giúp chống nóng tốt hơn. À, thì đó, đó là điều quý vị có thể tham khảo. Còn về công trình này, quý vị thấy là cửa thì vẫn sẽ là cửa nhà máy kính nha, giống như hàng loạt những công trình nhà phố khác của Mark Home. Bây giờ thì tôi sẽ xem đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này. Mục lục bản vẽ kiến trúc hồ sơ chỉ có 32 trang thôi nha quý vị. Đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt nè và rất là nhiều chi tiết khác. Đây sẽ là về mặt bằng định vị của công trình. Thì uh, trên công trình này tôi thấy là nhà phố nhưng cũng khá thoải mái bởi vì vẫn sẽ có khoảng sân uh, rộng ở ngay phía trước nè, ngay mặt bên nè. Uh, cho nên là cũng nó sẽ đỡ hơn là những công trình mà uh, sẽ quá sát vách với nhà hàng xóm nha. Nhờ như vậy thì chúng ta vẫn sẽ mở được những cái ô cửa sổ. So sánh là tiêu chiều B công trình hướng lên bên trên và công trình này sẽ nằm ở hướng đó chính là hướng bắc. Còn đây đây sẽ là về bát trạch. Khi về đây các hướng nè, tây nam phục vị sự giúp đỡ may mắn, tây thiên y trời che chở, tây bắc phúc đức mọi sự ổn định, đông bắc sinh khí phú lộc vạn toàn thu hút tài lộc. Còn đây sẽ là về mặt bằng tầng một của công trình nhé. Chiều dài ngôi nhà là 14,52m, chiều rộng là 7,92m thưa quý vị. À, rồi ta sẽ thấy là từng một sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, hai phòng ngủ ha, khu vực tắm và khu vực, vực vệ sinh sẽ được thiết kế tách biệt. Ở vị trí này sẽ là lavabo. Tôi thấy là cái việc mà chia ra làm hai như thế này là cũng rất là cần thiết nha. Nhờ như vậy thì ví dụ buổi sáng đi, trong cùng một khoảng thời gian thì hai thành viên gia đình có thể là sử dụng cùng một lúc thì nó cũng rất là tiện đặc biệt cho nhà có đông thành viên cho nên quý vị cũng có thể tham khảo tiến đến tầng 2 thì chúng tôi bố trí là không gian phòng thờ nè cũng sẽ có hai phòng ngủ và một vị trí của nhà vệ sinh còn lại là không gian ở ngoài trời bây giờ tôi sẽ xem qua về mặt đứng nhé có sông hông cho đến phần đỉnh ở đây là 6,9 m sàn tầng 1 sàn tầng 2 là 3,6 m sàn 2 đến sàn mái sẽ là 3,3 m ngược lại có sông xuống suất lại sơn là 450 mm chia cho 3 bậc mỗi bậc sẽ là 150 mm tôi xem tiếp đến đây chính là về mặt à, cắt của công trình. quý vị nhìn vào đây sẽ thấy là ký hiệu rất là cụ thể nhé. đó chính là nóc của nhà vệ sinh tên làm kho. wow đây cũng là một cái lựa chọn của gia đình ha, cũng khá là thú vị. tức là sao? tức là gia chủ sẽ thiết kế à, cái nhà vệ sinh có thể là nó thấp cái trần xuống một xíu à, và chưa lại cái khu vực ở phía bên trên như thế này. ta có thể làm kho là ta có thể đặt một số những cái món đồ. À, có thể là gia đình uh, có nhiều đồ đạc chẳng hạn cho nên là đã yêu cầu kiến trúc sư thiết kế như vậy còn vị trí của tường nhà vệ sinh thì gạch ốc tường 300 x 600 mặt ốp trùng mạch lát ở phía bên này thì cái nền của nhà vệ sinh này chúng tôi ký hiệu rất là cụ thể là có gạch ceramic là lót vữa xi măng bê tông gạch vỡ các đang tông nền với rất tự nhiên còn chữ SW là sàn của nhà vệ sinh sẽ là gạch ceramic chống trơn lót vữa xi măng quét xi ca bê tông cốt thép trát trần vỡ xi măng và lãng sơn ban lớp màu trắng. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị đó chính là một công trình nhà phố. Phải nói là một cái thiết kế tôi nghĩ là đẹp và nó cũng khá là tiết kiệm kinh phí. Quý vị có thể tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, thì cần ngại liên hệ ngay mắt hôn qua hotline thì trên màn hình. Đừng quên nhấn like, subscribe cho thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.